Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang đến rất gần rồi. Những ngày này thị trường hàng hóa Tết khá nhộn nhịp, trong đó có giỏ quà Tết. Tại các siêu thị cửa hàng có đến hàng trăm chủng loại giỏ quà Tết được đưa ra thị trường với nhiều loại giá khác nhau, tương ứng với giá trị từng sản phẩm. Bên cạnh những giỏ quà giá bình dân khoảng vài trăm ngàn cho tới dưới 1 triệu, thị trường năm nay còn xuất hiện loại giỏ quà Tết trái cây và các loại sản phẩm thực dưỡng khá là hút khách, ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu, ở phân khúc giỏ quà Tết cao cấp, phổ biến có hai loại gồm giỏ quà Tết có chứa bánh kẹo, rượu ngoại và giỏ quà Tết chứa những mặt hàng trái cây cao cấp nhập khẩu. Tùy vào chủng loại hàng hóa và số lượng khách chọn lựa mà giá dao động từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 7 triệu đồng. Thậm chí có loại giỏ khách yêu cầu những loại quả đặc biệt thì giá có thể lên tới cả chục triệu đồng. Đối với sản phẩm Nhật thì khách an toàn đổi vì Nhật Bản là một trong những nước mà về đồ an toàn thực phẩm và đồ sạch là nó đứng đầu. Còn những cái dòng mà như từ Úc và Mỹ về thì qua hải quan sân bay sẽ được kiểm dịch và cái những cái giấy tờ đó đều đầy đủ khi mà khách hàng yêu cầu Quỳnh Thi cung cấp. Nắm bắt nhu cầu của khách hàng ngày càng chú trọng đến các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, năm nay một số doanh nghiệp đã cho ra mắt một số mặt hàng quà tặng được chế biến từ gạo lứt như hủ tiếu, bánh tráng, nui, bánh quế và các loại hạt, rau, củ, quả như hạt chia hữu cơ, rong biển, trà bông lúa mạch, trà lá sen với giá từ 300.000 đồng một giỏ đến 1 triệu đồng một giỏ. Thì những cái món quà chúng tôi đã chọn lọc rất là kỹ lưỡng, không có những cái chất hóa chất độc hại cũng như không có những cái chất đào tạo đồ ngọt để ảnh hưởng cho sức khỏe của người tiêu dùng. Để mua được sản phẩm giỏ quà tặng đảm bảo chất lượng, an toàn cho sức khỏe, người tiêu dùng nên mua hàng ở những địa điểm bán có uy tín để tránh cảnh tiền mất tật mang.